Thì nó mau cháy hết lắm. Hết rồi. Ok, và bây giờ Quân sẽ làm một cái cục thứ hai cho mọi người. Cái cục thứ nhất nó có hai bọc này, chơi nó không đã. Nó mau tàn lắm. Nên như vậy Quân tăng lên 3 miếng này. Cái này như cái đồ làm chén. Cái chén gì đó. Nó nữa mình mua nhiều nhiều đó, đốt có đã. Rồi. Còn cái cục lửa không cũng đẹp nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đổi cách chơi mọi người. Hồi nãy là đâu rồi? Cái ấy đâu chưa rồi? Hồi nãy là mình chơi ở trên cái này nè. Trong cái này là mình thấy quơ lửa nó không có ra nhiều. Giờ mình sẽ lấy cọng dây chì mình cục riêng. Cọng dây chì này mình cục trên đầu này nè. Cục mình quơ thử coi nó ra nhiều không. Và miếng luôn.
Ok, rồi bây giờ mình cục như thế mình chơi thêm một cái nữa mọi người ơi. Cái này chắc có túi nhiều hơn mấy cái trước luôn á. Rồi, đi nè. Rồi. Ừ, cái này rồi. Rồi. Ok, và bây giờ tiếp tục mình sẽ chơi cái loại pháo này nha mọi người. Đây một cây. Đẹp lắm à. Đốt lên gì luôn á. Đốt lượt một được hết không ta? Nó không cháy được lượt đâu, cây trước hay sau rồi. Wow, tuyệt vời. Ăn sinh nhật ai à? Nó bắn hơi thấp ha. Ừ. Ở cây bên đây đốt sớm hết sớm phải rồi. Ủa, nó bắn nó nhẹ với ta. Nó hơi thấp. Hết. Ok, nó cháy đầu ha. Ừ, cái đó cháy đầu vậy. Xong.